Bún bò Huế ở đây mình thấy ăn thì cũng cũng được mọi người, mà chỉ có một chút bún thôi à. Với lại chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Giang Family TV. Nhà mình đang đi metro đây mọi người, Megamart á mọi người. Thì lúc sáng á, là mình có nấu canh mực Hàn Quốc, canh kim chi mực đó mọi người. Mà mình gọi ảnh 3-4 lần ảnh cũng không xuống ăn. Cái lúc 1 giờ chiều á thì ảnh xuống ảnh nói là cả nhà đi Megamart mọi người. Đường ở Đà Nẵng mọi người nhìn nè, đường mới rất là rộng thoáng. Đường này cũng mới làm xong, chưa có người, ít người biết á, cho nên là cũng ít người đi lắm mọi Hey, what's the story in my bed? Tới Mega Market rồi đây mọi người này. Đó, cái nhà tôn tôn đó là Mega Market đó. Trước đây tên gọi của nó là Metro mà 2 năm, 1 năm gần đây là đổi thành Mega Market đó mọi người. Bây giờ nhà mình sẽ vào bãi đậu xe này. Hôm nay cũng có ít khách cho nên là không có nhiều xe ô tô đậu lắm, có nhiều chỗ để đậu xe đó. Anh Giang anh đi lấy xe đẩy. David là lần đầu tiên ngồi trong cái xe đẩy này đi đó mọi người. Mọi lần á là mình bỏ vào trong điệu á, cái điệu đeo lên người của mình á. Lần đầu tiên ảnh ngồi trong xe đẩy ảnh không quen á, không có mẹ cho nên ảnh khóc đó mọi người thấy không? Mình dỗ một chập xong bây giờ mới chịu ngồi yên đi đó. Nhưng mà đi được một chập cái là không thấy mẹ là lại khóc à. Đi Megamart xong thì bây giờ nhà mình sẽ đi ăn mọi người. Ở đây là cái khu phố An Thượng nè. Đây là phố du lịch An Thượng đó mọi người. Ở Đà Nẵng đó. Đợt dịch này chưa có khách du lịch lại cho nên là nhà nước tu sửa lại cái đường vỉa hè này mọi người. Làm lại sạch đẹp cho mới để chuẩn bị đón khách du lịch lại đó mọi người. Đã đến nhà hàng rồi đây mọi người. Mọi người nhìn giống Hội An không? Chỗ này gọi là nhà hàng Ngon Thị Hoa đó mọi người. Cái tên nhìn lạ ha. Đây là cái chỗ đi vô nè. Cửa đi vô nhà hàng rất là đẹp luôn á. David thì đang ngủ đó mọi người. Ngủ say sưa luôn. Anh
anh Giang ảnh đang buồn nhiều lắm đó mọi người. Nhìn mặt ảnh kìa, không nói không rằng chỉ với mình luôn á. Bún bò Huế ra rồi đây mọi người. Một phần bún bò Huế như vậy là 65.000 á. Bún bò Huế ở đây mình thấy ăn thì cũng được mọi người, mà chỉ có một chút bún thôi à. Với lại một miếng chả bò, một cục chả giò, với lại vài lát thịt bò. Xin mời mọi người ăn bún bò Huế với mình nha. Bún bò Huế thì anh Giang ảnh không ăn được mọi người. Mình gọi cho ảnh cơm chiên hải sản, rau muống xào, đậu khung chiên sốt cà với lại cá thu kho tiêu. Đang hấp nước bún bò Huế đó mọi người. Nước bún cũng hơi cay cay một chút mà em ấy ăn ngon lành ghê luôn á.
Giang từ sáng tới giờ, bây giờ là 3 giờ chiều rồi ảnh mới ăn đó mọi người. Chắc là ảnh đói bụng ghê lắm á. Mà mình nấu đồ ăn, mình gọi ảnh không ăn á. Xin mời mọi người, mình ăn cơm chiên đi mọi người. Cơm chiên ở đây rất là ngon nhưng mà mình thấy là chiên hơi nhiều dầu quá. Thank you.
nó chưa? Chưa nó chưa? Ăn xong rồi, bây giờ nhà mình tính tiền và đi về mọi người ơi. Nếu mọi người thấy thích, hãy cho gia đình nhà mình một like, comment và một đăng ký ủng hộ cho gia đình nhà mình với nhà.